Xin chào anh em, ngày hôm nay mình xin được chia sẻ với anh em cách để chúng ta setup con đan Cubin V7R này một cách chuẩn nhất để chúng ta có thể là đi những hình khối nhận, đi những hình truyền thống và đi những hình mảng lớn một cách nó chuẩn chỉnh nhất cho anh em. Và mình là một thợ săn nên mình biết cách làm sao để setup máy cho anh em một cách nó chuẩn chỉnh nhất. Không phải là chuẩn chỉnh nhất mà là nó phù hợp với mình, mà mình nghĩ rằng là cái cách làm việc của mình nó rất là dễ nên nó sẽ phù hợp với anh em. Đó. Và đây là cái kênh TikTok mới của mình, trên cái kênh TikTok mới này của mình thì mình sẽ chia sẻ những cái kỹ thuật xăm cho anh em trên da người thực tế cho anh em luôn. Tại vì trên cái kênh TikTok chính của mình, của cửa hàng của mình ấy, thì nó bị hạn chế về đăng cái nội dung liên quan đến hở người ấy, nên là mình không có đăng trên đấy nữa. Thì mình sẽ đăng thường xuyên đăng trên cái kênh TikTok mới này của mình đó. Và đây là một con đan Cubin V7R. Nếu mà anh em nhận máy bên nhà mình hay là đã mua máy bên nhà mình thì biết rằng là bên nhà mình có một cái chế độ đổi trả rất là thoải mái cho anh em. Mình vẫn nói với anh em rất là nhiều rồi. Mua máy bên nhà mình thì anh em chỉ cần là chuẩn bị tiền thôi, còn mọi thứ nó để bên mình lo. Có thể là anh em mua máy về có thể không ưng thì có thể trả lại cửa hàng, hoặc là dùng một thời gian có thể là không hợp tay, hay là xảy ra bất kể một cái lỗi gì thì có thể trả lại cho mình. Thì mình sẽ trừ một chút xíu phí của anh em thôi, một chút thôi, nó không có nhiều đâu. Anh em đều có thể là thỏa thuận được với nhau mà, nên là anh em không phải lo vấn đề đấy nha anh em nhé. Không phải lo một chút nào cả. Và đây là đan Cubin V7R, giá của nó là 2,5 cho anh em. Giá của nó là 2,5. Và đây hôm nay mình sẽ phóng gần đấy để mình cho anh em biết là cái cách setup của mình nó như thế nào. Rồi ok anh em, khi mà anh em nhận máy này, thì anh em có thể thấy rằng đây là một con ốc này. Anh em sẽ điều chỉnh con ốc chính của mình nhé. Con ốc này thì nó có hình chữ T này, thì anh em hãy điều chỉnh cái đuôi chữ T nhé, hướng về góc 11 giờ của đồng hồ nhé. Góc 11 giờ của đồng hồ, đó, được chưa anh em? Hướng về góc 11 giờ này. Đó, rồi tiếp theo anh em lấy cái lục giác này, trong cái hộp phụ kiện có cái lục giác, anh em hãy tháo cái ốc lục giác này ra, bắt đầu vặn cái thanh búa này cho nó cao lên. Đó, mình đã vặn kịch rồi anh em này. Đó, vặn kịch như thế này. Đó. Ốc này ở góc 11 giờ và cái thanh búa này thì mình vặn kịch, xong bắt đầu mình lấy cái lục giác mình siết cho nó chặt lại. Rồi, cái đuôi này, là cái điều chỉnh cái độ lẩy của thanh ba, thì mình đang để ở góc 9 giờ là cái độ lẩy nó cao nhất, thì anh em thì lúc cái độ lẩy cao thì nó đỡ bị rắt ra cho anh em. Thì anh em hãy để cho mình là ở góc 9 giờ hoặc là góc 11 giờ anh em nhé. 9 giờ hoặc 11 giờ. Và sau cái video này sẽ là, sau cái đoạn video này thì sẽ là một cái đoạn video đi bóng thực tế cho anh em có thể là cảm nhận được chính xác nhất cái máy này. Rồi ok anh em, và mình là Trịnh Hoàng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
小荷花惊奇。Yeah.